Nhiên xanh mát bao quanh, Zion River County One mang đến cho chủ nhân các biệt thự cuộc sống tiện nghi và thanh bình đáng mơ ước. Tầm nhìn hướng sông và không gian cảnh quan yên bình như lạc vào một không gian riêng cho mỗi hộ gia đình. Sản phẩm ngày hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị là biệt thự đơn lập ngang 12, dài 20m, cộng thêm 150m2 sân vườn, xây dựng hai lầu áp mái, đối diện bờ sông, đường 16m, hai mặt tiền trước sau, hướng Tây và Đông. Biệt thự đơn lập Zion River County One có hệ thống dịch vụ và tiện ích vượt trội, hoàn hảo như là dịch vụ dọn nhà, vệ sinh, giặt ủ tại nhà, dịch vụ sửa chữa bảo trì các vật dụng trong nhà, dịch vụ ẩm thực phục vụ tại nhà. Với hồ bơi rộng, công viên xanh tạo nên môi trường sống thoáng mát, trong lành với chuỗi dịch vụ tiện ích, hoàn hảo tạo nên cuộc sống đúng chất thượng lưu, thời thượng. GS Metro City với quy mô 350 hectare, đây là dự án của chủ đầu tư GS Hàn Quốc, một trong những nhà phát triển hạ tầng bất động sản hàng đầu châu Á. Có quy hoạch rõ ràng, giấy phép xây dựng, hợp đồng mua bán pháp lý đầy đủ. Dự án tọa lạc ngay trên con đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh, đồng thời liền kề khu đô thị số 1 Việt Nam, Phú Mỹ Hưng, hưởng trọn vẹn tiện ích và các giá trị do Phú Mỹ Hưng đem lại như trường học, bệnh viện, mua sắm thương mại hay giải trí. Khu đô thị GS Metro City trang bị hệ thống tiện ích dịch vụ hiện đại với mật độ xây dựng của dự án khá thấp, đa dạng về diện tích, công năng và tiện nghi không gian. Hệ thống thảm thực vật rộng lớn giúp cho cư dân được tận hưởng không khí trong lành, tươi mát, đem lại cuộc sống xanh mát. Và để biết thêm thông tin chi tiết về căn biệt thự hay quý anh chị có nhu cầu ký gửi, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline hoặc để lại bình luận phía bên dưới.